Chương 2. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại, mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng Tiên Tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là Rachel khóc các con mình, mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: Hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel. Xong khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia, tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng, người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth.